Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Lộc làm video clip này để chia sẻ cách ủ ngô non để câu cá nha mọi người nhé. Chắc chắn một điều là hạt ngô, kể cả ngô khô ngâm á, ngô khô luộc ngâm và ngô non luộc lên, các loại cá như chấm chép trôi, râu to á, đều rất là thích ăn. Trong clip hôm nay thì Lộc chia sẻ cách ủ ngô non để câu nhé mọi người nhé, áp dụng cho câu đài và câu lăng xê. Ưu điểm của câu bằng hạt ngô đó là rẻ, hạn chế và loại được cá con, khả năng dính cá con rất là thấp nha mọi người nha. Trong clip này thì Lộc chia ra hai phần, đó là một phần là chia sẻ cách ủ ngô và cách câu, và clip lên cá bằng câu bằng ngô và câu bằng Lộc câu bằng cá tay nha mọi người nha. Các bạn mua ngô tươi, ngô Mỹ, không có ngô Mỹ thì mua ngô nếp cũng được nhá, ngô nó ngọt ngọt thì sẽ ngon hơn. Sau khi bóc vỏ thì mọi người sẽ cậy ra nhé, cậy tách hạt ra. Ok, ngô hạt đã vừa tách xong nha, có cả ngô trắng và ngô Mỹ nhé, ngô ngọt và ngô Mỹ nhé. Ngô mọi người luộc sôi khoảng tầm 5 đến 7 phút nữa chín rồi, không nên luộc nhiều quá nha mọi người nha. Sau khi chín thì đổ ra cái chậu để cho nó nguội, nó vẫn có một ít nước ngô. Khi luộc xong nó còn ít nước ngô, mọi người đừng có đổ nước đi nhé, để cái nước này để tí ủ luôn nhé. Chua nhá mọi người nhé, Lộc ủ với hai hộp sữa chua, loại sữa chua có đường nhé. Sữa chua trộn chung với cái nước thóc ngô này nhé mọi người nhé. Sữa chua trộn với cái nước ngô luộc này. Đơn giản, nó đảo đều lên. Ok nhá, giờ mình cho vào bịch bóng hoặc cái lọ bọc kín lại, để cho tối chỗ mát. Khi câu là móc câu đài hoặc câu lăng xê móc trực tiếp vào lưỡi câu luôn nhé mọi người nha. Lộc cho vào cái son này nha, cho vào bịch bóng màu đen, bọc lại, thắt nút, thắt thật chặt nha, xong rồi để chỗ tối ấy. Đấy, lúc làm là khi đi câu là lấy ra đi câu thôi, ok nhá. Về mồi xả, nói về câu tay câu đài nhé, thì Lộc chia sẻ về cách làm mồi xả như này nhé. Về câu lăng xê các anh em làm như này này, đây là Lộc có một loại là bom một lưỡi này, và đây là loại bom này là bom bốn lưỡi nhá. Thì mình có thể đánh bom một lưỡi được, cái chỗ cây nhiều móc một lưỡi vào. Lộc đang dùng lưỡi chino số 8 nhé, móc khoảng 3 hạt ngô. Thì móc cái hạt ngô đầu tiên cố gắng để cho nó phủ luôn cái đít này. Đấy, phủ luôn cái cuống cái đít luôn cho nó cá nó đỡ nhát, đỡ sợ đấy. Và cái hạt ngô cuối cùng này xỏ để cho nó cái đầu lưỡi nó thò ra tí tẹo thôi. Đấy, gần như kiểu phủ lưỡi luôn. Đấy, riêng cá chấm vô nó ăn nó giật phát là đóng luôn, kể cả cá chép. Khả năng đóng cá bằng cái ngô non này rất là cao nhé mọi người nhé. Câu lăng xê nó dạng nhiều cá ăn là tự đóng. Đấy, câu một lưỡi này có thể áp dụng đánh ở mấy cái chỗ cây nhiều này. Còn nếu ở chỗ thoáng thì anh em là có thể đánh bốn lưỡi kiểu này được. Hoặc là có thể hai lưỡi ngắm vào mồi và hai lưỡi anh em xỏ ngô kiểu này này. Đấy, xỏ ngô hai lưỡi. Hai lưỡi sau này xỏ ngô vào. Đó. Đánh bom đánh lăng xê đấy là có thể áp dụng cái lo bom một lưỡi và bom một lưỡi này, đánh chỗ cây và chỗ không cây đều được hết. Còn về mồi câu lăng xê thì anh em cứ trộn như bình thường nhá. Nhưng mà trong cái vị nó, trong các vị thô nó phải có hạt ngô non này nhá. Đó. Thì cách trộn mồi câu lăng xê anh em tham khảo trong kênh có mấy video hướng dẫn về mồi câu lăng xê đấy. Thì trong cái mấy video đấy có thể nó không có ngô non thì anh em trộn thêm ngô non vào vậy thôi nhá. Bây giờ Lộc sẽ hướng dẫn anh em làm cái mồi xả nha mọi người nha. Thì mồi xả câu cần tay thì trộn hai phần cái ngô khô này. Còn không anh em khỏi cần ngô khô cũng được, chơi hết ngô non được. Nhưng Lộc thì chơi ngô khô này cho nó đỡ tốn tiền. Đó, và ưu tiên là khi có cả ngô khô và ngô non thì cái ngô non ngon hơn, thì cá nó vô nó nhặt ngô non, trong khi đó lưỡi câu mà ngô non khả năng nó sẽ nhạy hơn nhé mọi người nha. Còn xả thì đơn giản thôi, hai loại ngô này trộn thêm cắm chim hoặc cắm gà. Và cũng có thể anh em trộn thêm các cái tinh muối được, không vấn đề gì hết, để cho hấp dẫn cá nó tới. Và đương nhiên cá nó càng bu nhiều thì nó càng nhiều thì xác suất nó ăn vào cái hạt ngô này cao hơn, thì mình câu sẽ hiệu quả hơn. Nên chọn dòng cái lưỡi giống như kiểu chinu này, cái cuống nó hơi dài một chút thì đóng cá nó tốt hơn.
lọc thì câu hẳn lưỡi số 5, số 6 luôn. Cá nói chung là câu kiểu này ưu tiên bắt cá rô to hoặc là cá chấm cá chép ấy, thì chơi lưỡi to thì đóng cá nó sẽ chuẩn hơn nhé mọi người nhé. Có thể không dòng chino, dòng lưỡi khác được nhá. Rồi khi câu anh em có thể câu kiểu này này, hai lưỡi thì anh em câu một lưỡi bằng cám và một lưỡi bằng hạt ngô, hoặc là hai lưỡi đều hạt ngô luôn nhé. Và cũng có thể anh em câu một cần câu đài câu mồi cám ấy, và một cần câu bằng mồi hạt ngô, thì câu bằng mồi hạt ngô nó sẽ ít ăn hơn nhưng mà đã kéo là cá to. Lộc thì thường hay câu đáy, lộc thường hay câu đáy hơn để cho lưỡi nằm như đáy luôn, chỉ chạm đáy đấy. Đó. Hai hạt này buộc phải hạt to, to và dài dài một chút. Đó, vậy này, ba hai hạt kiểu này được này, đó. Hai hạt nó khít với nhau rồi này. Vẫn thò đầu lưỡi ra xíu nhá, khi cá nó nuốt nó kéo nó khả năng tự đóng luôn. Và hai hạt móc kiểu này được nhá mọi người nhá. Đó, móc kéo kéo hai hạt nó sẽ nhạy hơn ba hạt. Ok nhá. Một cái nữa là Lộc thấy như vậy nó nhạy này. Khi mình câu ấy, vừa câu vừa xả. Cái mồi xả thì là mọi người trộn cám dính một chút nhé, cho cái độ kết dính một chút và nó có trộn thêm ít hạt bắp này nữa này. Và mỗi lần câu mỗi có thể lấy tay ném này, lấy tay thì đôi khi ném không chính xác nên các anh em bóp mồi vào cái chì nhá mọi người, làm sao cho cái chì nó giữ được, nó cám nó bám vào cục chì này quăng ra, thì quăng ra thì cái lưỡi nằm kiểu này. Đó thì cái mồi xả nằm đây thì hấp dẫn cá bu vần nó nhanh hơn, thì cái xác suất nó sẽ ăn vào cái mồi này cao hơn. Về cái câu bằng hạt ngô và ngô non như vậy để áp dụng câu gần tay và câu lăng xê là thấy là cũng rất là ok. Đó là cái khẳng định của bản thân cá nhân Lộc nha. Thì nếu mà những cái chia sẻ của Lộc nó có bị thiếu sót hoặc bị sai chỗ nào thì mong anh em góp ý kiến bình luận này ở dưới clip này. Câu bằng ngô nhá mọi người. Ngô là dính cá rô to. Một cá ăn hạt ngô nó kéo phao chậm lắm, cứ từ chạy. Cá rô con hiện tại bên dưới rất là nhiều. Câu cá cũng không câu được. Ok, một em cũng khá khá. Khó gỡ hết đấy. Đấy. Anh có ký tét quăng xuống mà nó quăng xuống đớp dính rồi, con hai con liên tục hai ba ngón đấy. Đấy, cái này hạt ngô này, chú gì đây, quả này nếu mà kéo là con có to rồi, ở đây thì đấy, thấy không, dính sao không? Đấy, dính rồi. To rồi chú ạ. Cái chép mọi người. Cái chép ăn hạt ngô này.
rau ngô, toàn rau to. Chết rồi, cái quả này là chết chắc, đang kéo phao đi rồi kìa. Đấy. To rồi to. Hai cần thủ lặn lội đường xa vào. Hiểu cà rô, Hoàng Chính và Hiếu. À, đưa cái này cho anh này hả? Đúng rồi. Ok, từ bữa giờ đi đựng cá toàn chết không à? Hiếu sát thủ câu đài. Đây này, chú ngồi sát anh luôn này, ngồi đây luôn này. Lại câu từ sáng giờ thành quả rồi, được cần này đây. Ôi, được cá chép nó chết rồi. Cá chép tính thả lại. Ui, lúc, to này. Cá chép tính lúc về thả lại mà. Đổ ra đi chú, đổ ra đây chú mình ơi. Con nào sống bỏ rõ. Thôi phải cho ông anh hết. Đấy. Đô này. Đừng cá chép nhỏ nhỏ tính nhốt vào lúc về mới thả cơ. Ừ, là mấy con to to này là hết rồi. Là nó ăn ngồi mồi mồi ngô hết đây. Đấy. Thôi sách về hết luôn, đá mập nhỉ. Ê. Thôi xả mồi câu thôi, không thì ngồi câu cho anh được. Đằng nào giờ anh về, chiều tối anh vào. Hello mọi người, chiều nay Lộc lại quay lại chinh phục cá. Chinh phục cá rô. Ô, Hoàng Chính lên nè. Ô, cái cần này mất phao rồi này. Ơ đù. Đang nói mà nó nhiều cái sự việc xảy ra quá. Câu bắp cho cái phao nó cầm cao lên. Biết rồi. Lộc câu bắp nhá, không câu bằng cám. Còn hai cần thủ này chuẩn đánh đài này, mồi này, ngon luôn này. Đấy, cám tanh nhá. Hoàng Chính và Hiếu khoe thành quả. Thành quả á đây là của Hoàng Chính này. Úi giời ơi. Úi một con rô to lắm. Úi con rô đen xì kìa. Rô đen xì. Mẹ con này to này. Hoàng Chính Hiếu rô to lắm nhá. Ủa một con rô to này. 1 2 3. Hiếu đánh tương đối sát thủ nhá. Bên này có một cần thủ nữa nha, mới mua cần câu đài. Lên hàng. Ok. Vừa rồi Lộc gắn hai hàng ngô mà nó kéo mất phao luôn. Đấy, đấy, quay bên này à, câu hận ngô đẳng cấp nhá. Ui cũng không có to lắm. Vật vào đi, vào đi. Ui. Rồi, ăn ăn lắm, ăn ngô bây giờ ăn mạnh lắm. Quả vật đi vào lòng người. Bắt luôn bỏ xem giỏ chuối. Ôi, bỏ giỏ anh ấy để hả? Xem chú nào. Anh chưa ra, thôi cho chú. Không. Bắt đi.
Mất rượu, mất công lắm, cười lắm. Nó kéo, chứng tỏ bây giờ là ăn ngô ác lắm chú ạ. Nhìn chú sau đi. Để chú bắt sang bên chú đi. Bỏ vào giỏ, bỏ giỏ anh mới to được chứ. Ngô có vẻ rất là hiệu quả. Từ nãy giờ quăng tí nó kéo mấy bắt rồi. Mà do lúc nãy để cái phao nó hơi cao. À quên, phao hơi thấp nó nhìn hơi khó. Tối để cao lên được khoảng. Bây giờ chỉnh cao rồi, hai cần đều để cao hết rồi. Giấu, cố gắng giấu lưỡi luôn. Nó ăn quan trọng. Đấy. Cái giấc này nó ăn mạnh lắm nhưng mà đâu nó không ăn là tại sao không? Do cá con nó phá. Cần tụi hiếu lên hả? Vâng. Hiếu đánh rất sát thủ nha. Hoàng Chính nghiên cứu mồi mè của Hiếu đi. Em đang câu mồi của anh đấy. Hiếu đục cá rồi nó lên chứ. Quật sảy bắt con cá không mạnh, nó đụng phát nó sảy. Đù, có vật mất luôn. Ai vậy? Hả? Câu Nghĩa đây không? Nghĩa câu bên kia. Ai ta? Tưởng Nghĩa chứ, xin lỗi nha. Nghĩa bên kia. Nghĩa cũng đang câu bên kia kìa. Không cần vào đâu. Cẩu lên luôn. Ui, nó ăn đây một bụng này. Tám. Đẹp đấy. Rồi, hai con. Tính ra là được ba con rồi đấy nha. Thấy chưa? Chết rồi nha. Chết. Lên ạ. Vào đâu? Không cần, coi cái to hay nhỏ đó. Toàn loại lứa cho chói vừa vướng mà. Hoàng Chính ơi. Hoàng Chính. Đấy, tình hình là vậy. Ngồi từ giờ, nếu mà ngồi từ giờ đến sáng chắc thu anh lọc hết. Ừ, lên đều đúng không? Lâu lần. Móc trực tiếp luôn à? Đổ dính con to rồi. Cả ngồi nhá. Ok. Câu hạ ngô khỏe. Nãy hột bắt con. Ôi con này cũng dính tí mép à. Gì đây. Nhìn tí tiệm mép à. Nãy hột mất con to lắm mẹ. Con này không to, khả năng không bằng con lúc nãy. Con lúc nãy ăn hạt ngô nhé mọi người nhé.